Một bác sĩ điên cuồng viết vào nhật ký của mình. Gần như không thể tin rằng mọi thứ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Tất cả đã bắt đầu từ 3 ngày trước. Đó chỉ là một ngày bình thường trong mỏ. Một công nhân đang khoan thì bất ngờ giàn khoan gặp sự cố. Từ những gì tôi thu thập được, có vẻ như mũi khoan đã nổ do một loại lỗi cơ học nào đó, khiến các mảnh kim loại bay khắp đường hầm. Người công nhân may mắn là không bị mảnh lớn nào rơi trúng, vì chúng chắc chắn sẽ gây tử vong. Tuy nhiên, anh ta vẫn bị mảnh vỡ từ chiếc mũi khoan hỏng sượt qua, và nó đã để lại một vết cắt sâu trên cánh tay của anh ta. Những người thợ mỏ khác đang làm việc gần đó nghe thấy tiếng động và nhanh chóng đến hỗ trợ anh. Họ băng tay để cầm máu và giúp anh ta lên thang máy của hầm mỏ trong một chuyến đi khá dài lên mặt đất. Khi đến nơi, họ đưa người đàn ông bị thương đến phòng y tế, nơi tôi đang trực vào thời điểm đó. Tôi đã làm sạch vết thương vì có một lượng đáng kể bụi than bám ở bên trong. Trước khi khâu và băng bó, người thợ mỏ đã được cho về phòng để phục hồi, và tôi nghĩ rằng câu chuyện sẽ kết thúc ở đó. Nhưng tất nhiên, đó chỉ là sự khởi đầu. Khoảng 24 giờ sau, chính người thợ mỏ đó lại đến gặp tôi. Tôi hỏi về chấn thương của anh ấy, và anh giải thích rằng mặc dù cánh tay của anh ấy đã ổn, nhưng hiện tại anh ấy cảm thấy như thể mình sắp bị ốm. Các triệu chứng của anh ấy bao gồm sổ mũi, ho và đau nhức cơ thể. Vì vậy, giả định của tôi là anh ấy chỉ đơn giản gặp suối quẩy, bị cảm lạnh đúng lúc bị thương trong khi làm việc. Tôi lại cho anh ấy về phòng, nói với anh ấy rằng anh sẽ không thể làm việc, mà thay vào đó nên dành cả ngày để nghỉ ngơi và hồi phục. Ngày hôm sau, tôi một lần nữa đến phòng y tế thì điện thoại reo. Đó không phải là anh thợ mỏ bị ốm, thay vào đó là cấp trên của anh. Người thợ mỏ không có mặt trong ca làm việc vào sáng hôm đó, và anh ta đã yêu cầu tôi đi kiểm tra anh thợ mỏ, vì anh biết rằng anh thợ kia hiện không được khỏe. Tôi đồng ý rằng thật kỳ lạ là cả hai chúng tôi đều không nghe thấy gì từ người thợ mỏ và đến gặp anh ta ngay lập tức. Tôi bước vào căn nhà dành cho công nhân ở lại khi làm việc tại khu mỏ hẻo lánh này. Nó trống rỗng, ngoại trừ người thợ mỏ bị thương vẫn đang nằm trên giường. Khi tôi đến gần, tôi có thể ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Người đàn ông đang cuộn tròn trong tư thế của một em bé, mồ hôi nhễ nhại đồng thời rùng mình. Một cái chạm vào trán nhanh chóng cho thấy anh cũng đang bị sốt cao. Anh ấy thực tế không tỉnh táo, dường như đang mê sảng vì nhiệt độ cao của mình. Người thợ mỏ được chuyển đến chiếc giường trống bên trong phòng khám của tôi để có thể quan sát và chăm sóc anh tốt hơn. Phải rất cẩn thận, vì bây giờ tôi cho rằng anh ta thực sự đang bị cúm và không muốn có nguy cơ bùng dịch tại khu mỏ. Tôi đã sẵn sàng chuyển nước cho anh thợ mỏ. Người vẫn đang lầm bầm một cách khó hiểu khi tôi nhận thấy điều gì đó trên khuôn mặt anh ta. Có vẻ như anh ấy đang khóc, nhưng những giọt nước mắt chảy dài trên má không phải là nước mà là máu. Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như nó trước đây. Không có lý do gì khiến bệnh cúm lại khiến người đàn ông này khóc ra máu cả. Tôi có thể thấy các tĩnh mạch trên trán anh ta bắt đầu đập, như thể huyết áp của anh ta đột ngột tăng vọt. Và ngay sau khi tôi đang cúi xuống để nhìn kỹ hơn, một điều gì đó kinh khủng đã xảy ra. Người thợ mỏ đột nhiên mở miệng và phun ra một dòng máu cực lớn. Một luồng máu sộc thẳng vào mặt tôi và khiến tôi sợ hãi lùi về phía sau. Khi người đàn ông tiếp tục phun ra càng nhiều máu hơn từ miệng của mình, những thứ này chẳng mấy chốc đã phủ kín các bức tường của phòng y tế. Tất cả máu đã được thải ra khỏi cơ thể. Người đàn ông bất tỉnh. Tôi đã cố gắng hồi sức cho anh ta, nhưng kỳ lạ là không cần thiết. Người đàn ông vẫn hôn mê, nhưng anh ta vẫn sống. Tôi ở đó, đứng giữa phòng khám với người đàn ông, anh ta, bản thân tôi, cũng như căn phòng hoàn toàn ngập trong máu. Đó là một trong những điều tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua với tư cách là một bác sĩ. Và bằng cách nào đó, mọi việc thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn. Tôi vẫn còn sốc vì những gì đã xảy ra thì tôi nghe thấy cánh cửa phòng khám mở ra sau lưng. Tôi quay lại và thấy một nhóm gần chục thợ mỏ từ công trường. Mỗi người đều ho, đổ mồ hôi và rùng mình. Một người cầm miếng vải bịt tai, vải đã bị ố đỏ, trong khi một người khác cố gắng cầm máu cho mũi anh ta. Bất cứ thứ gì đã lây nhiễm cho bệnh nhân đầu tiên không phải chuyện xảy ra một lần. Đây là dấu hiệu của một dịch bệnh sắp bùng phát. Tôi biết rằng tôi không thể làm chủ được tình hình. Tôi chỉ là một bác sĩ đa khoa. Tôi không phải là một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm. Tôi đã gọi điện đến trung tâm kiểm soát dịch bệnh để được họ hướng dẫn. Tôi được yêu cầu cách ly những người bệnh tốt nhất có thể, và một đội phản ứng nhanh sẽ được cử đi. Những người được trang bị tốt hơn để đối phó với một đợt bùng phát dịch bệnh tiềm năng. Trong khi chờ CDC đến, tôi bắt đầu chuyển những người đàn ông đau khổ đến một căn nhà đã được chỉ định để cách ly. Một số người khác cũng bắt đầu ho ra một lượng máu khổng lồ. Mặc dù không giống như bệnh nhân đầu tiên, không ai trong số những người này sống sót sau sự kiện kinh khủng đó. Khi tôi đặt người đàn ông bị nhiễm bệnh cuối cùng lên giường, tôi nhận thấy một điều gì đó. Có một lượng nhiệt khổng lồ tỏa ra từ phần dưới của anh ấy. Và khi tôi kéo chăn xuống, tôi phát hiện ra điều Mà ngay với tất cả những gì kỳ lạ đã xảy ra, tôi vẫn không thể tin được. Có những khối u lớn mọc trên chân của anh ta. Mỗi cục trông như chứa đầy một loại chất lỏng hoặc khí. Chúng cực kỳ nóng khi chạm vào, như thể các chất hóa học bên trong các khối u đó đang tạo ra một nguồn nhiệt. Khi tôi đang kiểm tra hiện tượng kỳ lạ này, tôi đột nhiên nhìn lên và thấy rằng người đàn ông không còn trong trạng thái mê sảng nữa. Thay vào đó, một sự điên cuồng hiện lên trong mắt anh ta. Và anh ta đột nhiên nhảy ra khỏi giường, lao vào và cào cấu tôi như thể anh ta muốn giết tôi vậy. Tôi không biết làm thế nào, nhưng tôi đã chống lại được người đàn ông đó và chạy ra khỏi căn nhà. Tuy nhiên, anh ta đuổi theo và không còn lựa chọn nào khác. Tôi chạy vào một kho chứa gần đó. Người đàn ông đập và cào vào cánh cửa, nhưng tôi đã có thể ngăn anh ta lại bằng cách kéo một cái kệ nặng chắn ngang cửa. Sau nhiều phút cố gắng đột nhập vào bên trong, cuối cùng anh ta cũng bỏ cuộc và bỏ đi. Còn tôi ở đây, tôi quá sợ phải ra ngoài. Có vẻ như nếu căn bệnh không giết chết tôi thì những người bị nhiễm bệnh kia sẽ làm điều đó. Tất cả những gì tôi có thể làm là đợi nhóm CDC đến đây và hy vọng họ biết cách đối phó với tình huống này. Bác sĩ đóng cuốn sổ nhỏ của mình và nhận thấy một giọt gì đó rơi xuống bìa. Anh ấy đưa tay lên và lau trên miệng mình. Đó là máu. Bác sĩ không biết căn bệnh đã lây lan nhanh chóng qua các công nhân tại mỏ là gì. Đội phản ứng của CDC cũng vậy. Không, phải đến khi tổ chức SCP có được tin tức về bộ bùng phát bí ẩn, người ta cuối cùng mới xác định được điều gì đang xảy ra với thứ sẽ sớm được gọi là SCP-016, còn được gọi là vi sinh vật có tâm trí. SCP-016 là một mầm bệnh lây truyền qua đường máu, lần đầu tiên được phát hiện sau khi một công nhân tại một khu mỏ hẻo lánh bị thương trong khi khoan vào một vỉa than sâu dưới lòng đất. Có giả thuyết cho rằng bụi than xâm nhập vào vết thương, bụi có lẽ mang theo các bào tử, thứ sẽ trở thành SCP-016. Trong vài ngày tiếp theo, tất cả các nhân viên còn lại tại mỏ đều bị nhiễm bệnh, cũng như nhóm xử lý của CDC được cử đến mỏ để điều tra bùng phát của thứ có khả năng là một loại bệnh chưa được phát hiện. Sau khi CDC không có khả năng đối phó với dịch bệnh, tổ chức SCP đã tiếp quản địa điểm và nhanh chóng thủ tiêu tất cả các nhân viên bị nhiễm để ngăn chặn sự lây lan thêm. Người bị nhiễm bệnh đầu tiên, bệnh nhân số 0, đã được đưa vào trại tạm giữ của tổ chức để điều tra thêm, và bản thân hầm mỏ đã bị cho nổ để niêm phong. Sau khi nghiên cứu về bệnh nhân Zero, tổ chức đã học được rất nhiều điều về những gì họ đang phải đối phó. Những gì họ phát hiện là SCP-016 có thời gian ủ bệnh rất khác nhau, chỉ từ 24 giờ đến lâu nhất là 2 năm, với thời gian dường như phụ thuộc vào số lượng vật chủ tiềm năng khác là con người trong khu vực gần đó. Một khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện ở một người, thoạt đầu chúng sẽ trông khá giống với cảm lạnh thông thường, có thể bao gồm ho, sổ mũi, ngứa mắt và đau nhức cơ thể. Khoảng 48 giờ sau khi có các triệu chứng đầu tiên, người bị nhiễm bệnh sẽ trải qua một dạng sốt xuất huyết tương tự như virus Ebola, gây xuất huyết một lượng nhỏ ở phổi. Điều này dẫn đến máu bị nhiễm bệnh trở nên nhẹ hơn, rất có thể để lây lan qua không khí tốt hơn. Giai đoạn thứ 3 của bệnh dẫn đến việc vật chủ ngã và chảy máu. Khi họ bắt đầu chảy nhiều máu từ nhiều lỗ trên cơ thể, bao gồm mũi, mắt, miệng và thậm chí có lỗ chân lông trên da, huyết áp của họ cũng sẽ tăng vọt trong giai đoạn cuối cùng này. Trong một số trường hợp, họ đã nôn ra máu xa tới 5 mét. Điều kỳ lạ là, mặc dù hầu hết đều chết vì sự kiện bi thảm này, nhưng không phải lúc nào nó cũng dẫn đến tử vong. Đôi khi mất hết gần như toàn bộ máu khỏi cơ thể, bệnh nhân bằng cách nào đó sẽ sống sót và mầm bệnh bên trong cơ thể họ sẽ trở lại giai đoạn không hoạt động một lần nữa trước khi lặp lại quá trình này. Nhưng SCP-016 không chỉ là một căn bệnh lây truyền qua đường máu nhanh chóng và dễ gây chết người. Khi các nhà nghiên cứu SCP nghiên cứu về căn bệnh này, những gì họ phát hiện ra là nó có một đặc tính rất lạ, khiến nó khác biệt với các bệnh sốt xuất huyết khác như Ebola và virus Mapu. Những gì họ phát hiện ra là khi một người nào đó bị nhiễm SCP-016 được đưa vào một tình trạng căng thẳng, chẳng hạn như tình huống mà cuộc sống của họ bị đe dọa, SCP-016 sẽ chuyển từ việc tái tạo nhanh chóng bên trong cơ thể của vật chủ sang viết lại ADN của vật chủ. Thao tác di truyền này kết hợp với kích thích phân chia tế bào nhanh chóng dẫn đến việc vật chủ trải qua những thay đổi sinh lý lớn trong một khoảng thời gian cực ngắn. Chỉ trong vòng 24 giờ, vật chủ có thể bắt đầu thể hiện những thay đổi về thể chất đối với cơ thể của họ, và quá trình tái tạo cơ thể hoàn toàn có thể diễn ra trong vòng chưa đầy 2 tuần. Hầu hết các vật chủ đều bắt đầu trải qua những thay đổi về thể chất sẽ không sống sót trong quá trình này, do quá trình biến đổi gây căng thẳng nặng quá mức cho cơ thể, nhưng những người còn sống sẽ bị thay đổi nhiều hơn là về bề ngoài. Họ sẽ biểu hiện các hành vi hung hăng, không khác với những người bị nhiễm bệnh dại, và theo giả thuyết, mầm bệnh có thể gây ra hành vi này để lây lan virus tốt hơn. Khi tổ chức nhận ra SCP-016 có khả năng tạo ra những hiệu ứng biến đổi này, họ ngay lập tức tiến hành một số thí nghiệm đối với nhân viên cấp D để hiểu rõ hơn. Trong thử nghiệm đầu tiên, Một người cấp D đã được cho là nhiễm SCP-016 và ngay sau khi họ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng, buồng giam của họ từ từ bị cho ngập nước để kích thích tình trạng đe dọa tính mạng cần thiết để kích thích quá trình biến đổi. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi khi đối tượng phát triển mang, cho phép tồn tại trong phòng giam hiện chứa đầy nước. Tuy nhiên, sự biến đổi không dừng lại ở đó và trong 2 tuần tiếp theo, đối tượng biến đổi tứ chi thành vây, thị lực kém đi và thính giác tăng lên, phát triển khả năng định vị bằng sóng âm rất giống với khả năng được sử dụng bởi cá heo và cá voi. Thí nghiệm được kết thúc bằng loại bỏ toàn bộ nước khỏi phòng giam, dẫn đến cái chết của đối tượng do ngạt thở vì đối tượng không thể hít thở không khí trên cạn nữa. Một thí nghiệm tương tự đã được thực hiện trên một nhân viên cấp D khác, nhưng lần này, thay vì mang các đặc tính của động vật dưới nước, nhân viên cấp D đã trải qua sự phát triển cơ bắp nhanh chóng và các khớp ngón tay của anh ta mọc ra những đoạn lồi lõm như xương. Anh ta đã cố gắng sử dụng chúng để phá cửa phòng giam ngập nước, nhưng anh ta không thể chọc thủng thép gia cố và nhanh chóng chết vì đuối nước. Giờ đây, tổ chức đã biết rằng virus có thể phản ứng theo những cách khác nhau trong cùng một tình huống. Thử nghiệm tương tự đã được thực hiện lần thứ 3, nhưng trong trường hợp này, nhân viên cấp D bị nhiễm bệnh thực hiện một cách hoàn toàn khác để cố gắng trốn thoát. Đối tượng có một khối u lớn xuất hiện trên ngực, dường như được nuôi dưỡng từ 2 ống riêng biệt đều mọc ra từ cơ thể của đối tượng. Lo sợ về những gì nó dự định sẽ làm, tổ chức đã kết thúc thử nghiệm sớm và bắn hạ đối tượng. Khám nghiệm tử thi cho thấy, khối u thực sự là một buồng rỗng được các ống cung cấp khí oxy và acetylene. Khi kết hợp một lượng vừa đủ sẽ gây ra hiện tượng nổ lớn. Nói cách khác, SCP-016 đang biến đối tượng thành một quả bom sống. Kết thúc các bài kiểm tra phòng giam ngập nước, các nhà nghiên cứu tiếp theo để lại nhân viên cấp D bên trong một căn phòng không có yếu tố gây căng thẳng và thay vào đó yêu cầu anh ta tập trung vào việc phát triển một đôi cánh. Khi không có bất kỳ lý do để bắt đầu quá trình biến đổi, SCP-016 đã trải qua các giai đoạn bình thường và đối tượng chết vì mất máu mà không có bất kỳ thay đổi nào khác xảy ra. Trong thử nghiệm cuối cùng, một nhân viên cấp D được treo trên một hố sâu, có gắn đồng hồ hẹn giờ cho biết thời điểm đáy thùng sẽ mở ra và thả nhân viên cấp D xuống độ sâu 1000 feet. Nhân viên cấp D được yêu cầu tập trung vào việc phát triển đôi cánh có thể cho phép cô sống sót nếu rơi xuống. Đối tượng bắt đầu biến đổi trong 24 giờ tiếp theo, nhưng thay vì mọc cánh, cô ta phát triển một phần phụ giống như xúc tu trên cánh tay có khả năng tạo ra tơ tương tự như tơ nhện. Cô sử dụng cơ quan sản xuất tơ để cố định mình vào chiếc hộp, cho thấy rằng các đối tượng dường như không thể kiểm soát cách thức mà SCP-016 sẽ thay đổi cơ thể của họ. Thí nghiệm này kết thúc khi bộ đếm thời gian về 0 và quả bom gắn với nó phát nổ như kế hoạch từ trước. Sau thử nghiệm cuối cùng này, mẫu vật SCP-016 đã được đưa vào quản thúc và việc tiếp cận mẫu cho mục đích thí nghiệm chỉ được phép khi có sự cho phép của nhân sự cấp 4 hoặc O5 với đầy đủ tài liệu về thí nghiệm. Việc không tuân theo bất kỳ quy trình nào trong số này sẽ dẫn đến việc nhân viên vi phạm bị giáng xuống làm nhân viên cấp D hoặc bị thủ tiêu. SCP-016 đã được phân loại là Keter và mẫu duy nhất hiện có được giam giữ trong một đĩa Petri, được khóa chặt bên trong một căn phòng 5x5m nơi nhiệt độ luôn được giữ dưới 0 độ C. Nếu sự bùng phát của SCP-016 xảy ra, tất cả nhân viên bị nhiễm bệnh phải được thủ tiêu ngay lập tức tại chỗ, và nếu không thể ngăn chặn sự lây nhiễm trong 48 giờ thì thiết bị hạt nhân tại chỗ phải được cho nổ trước khi có thêm bất kỳ nhân viên nào được di tản. Mặc dù các quy trình quản thúc nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng thật không may khi nói đến các mầm bệnh dị thường nguy hiểm như SCP-016, không thể mạo hiểm dù chỉ một chút. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob như SCP-150, ký sinh trùng đánh cắp cơ thể, để tìm một SCP khác sẽ xâm nhập vào bên trong cơ thể của bạn và làm những điều đáng sợ đối với cơ thể của bạn. Và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ một dị thường nào khi tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các con lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.